Xin chào và cảm ơn mọi người đã quay trở lại với channel của mình nha. Đợt trước làm cái clip trải nghiệm cái con game Forsaken World thần ma đại lục này, nhưng mà ở cái class Vampire ấy. Đây thì thực sự là cũng chưa được ưng ý cho lắm. Cũng nhờ bạn inbox trong mình bảo là bạn thử trải nghiệm cái con game chỉ là trải nghiệm cái class sát thủ này xem nào. Thì ok, hôm nay mình sẽ làm cái clip để trải nghiệm cái con sát thủ này nha, xem là cái bộ kỹ năng của nó có được thực sự là đẹp đẽ không. Rồi chúng ta thử vào game các bạn nhé. Mình sẽ trải nghiệm rất nhanh thôi. Cái là sát thủ này. Rồi, vào game luôn các bạn, không cần chọn nhiều đâu. Con game này thì vẫn chưa về Việt Nam nên các bạn phải chờ nó khá lâu nữa. Forsaken Words. Lộ diện những cái bản Việt hóa rồi nhưng mà vẫn chưa thấy nhà phát hành nó mang về Việt Nam cả. Classic đi, trốn nhanh các bạn. Ok, anh em sẽ xem cái bộ kỹ năng này của nó xem nào. Mình thì sẽ đi rất là nhanh luôn. Cái con game này ấy thì nó được nhiều người chơi cho nên là chơi trên giả lập nó có sẵn cái bộ kỹ năng mà rất là ngon lành cách nào các bạn. Rồi có món vũ khí đầu tiên. Chưa xong à? Đâu thế? Lẹ lẹ đi em ơi, lẹ lẹ đi. Trời ơi. Ok, mấy kỹ năng đầu tiên à. Chúng ta đang ở server mới, các bạn đang ở server là 143. Cái bản tiếng Anh này thì nó có khá là nhiều server rồi. Chooser, auto đấy các bạn ơi. Ờ, ổn phết đấy nhờ. Bộ kỹ năng của con này có vẻ là ổn đấy. À, khi mà ra cái phần kỹ năng này thì nó vẫn tiếp tục nó phóng ra thêm khoảng 2 lần kỹ năng nữa. Tức là có 3 lần phóng kỹ năng các bạn, 3 lần phóng kỹ năng ở cái skill 1 rồi nhá. Hiện tại thì chưa biệt hóa cho nên là mình cũng chưa biết đặt tên nó là như nào. Chúng ta cứ chiêm ngưỡng các bộ kỹ năng thôi chứ còn. Rồi, trở ra đây. Ôi sao nó trắng xanh lè lè này. Chúng ta đang dạng như kiểu là đang lên trời các bạn. Lẹ lẹ đi em ơi, lẹ lẹ đi, đúng rồi. Wake up Xiao à. Quánh nhau với con xóa này các bạn ạ. Thịt nó em ơi, giờ đây kỹ năng thứ hai rồi các bạn ơi. Dăm ba con sói. Bánh lâu lâu tí nhá. À. Con này thì khả năng là cái cận chiến cao với lại cái đa cũng cao. Nhưng mà khả năng là cái máu với cái thủ nó sẽ thấp. Nó là thuộc hệ là sát thủ mà. Young Hero. Anh hùng trẻ tuổi. Ok, đây là điểm danh 30 ngày các bạn. My request. Ghi là cái gì đây?
À, cường hóa các bạn ạ. Cường hóa. Benifer. 100 kim cương khóa. Đây chắc là kim cương không khóa. Online reward đây. Even gì gì đó. So. Không biết là cái về cái Mina kia nó có việt hóa lại cái phần hình ảnh đấy không nhỉ? Mình sẽ phần nói cái phần cốt truyện sau vậy. Bây giờ toàn tiếng Anh chả hiểu cái vẹo gì cả. Chạy cho đủ bốn cái phần kỹ năng này nữa. Đó, thịt nó đi em, thịt nó đi. Thì tôi biết còn gì nữa. Rồi, có ngựa cưỡi rồi. Complete. Mà mới có hai kỹ năng các bạn ạ. Chữa bệnh cho Island. Đây. Ờ, cũng tạm tạm. Up ahead is where I got this wretched curse. Strangely enough, I think I saw the former giant king open there. Bơi xích Ultra các bạn ạ, có giờ đồ gọi Ultra cơ nhá. Nhưng khả năng máy mình yếu cho nên là không lên được cái mức đấy. Camera Smart Body. Úi dồi ôi, chặt vãi lúa. Ok này. Thịt nói em ơi, có 3 skill rồi. Khó nhìn quá nhỉ. À, có bốn skill rồi các bạn ạ. Ui, một con nhân mã các bạn ơi. Về cơ bản thì cảm giác con này không, cái bộ kỹ năng của nó không đẹp bằng cái con ma cà rồng hôm trước làm nhỉ. Con này nó cứ tương sao sao các bạn. Eleanor. Ok, nạp vào đầu. Đẹp chưa các bạn ơi, đây này, nạp vào đầu mình sẽ nhận được bộ quần áo. Một cái món là vũ khí theo cái lớp nhân vật mà chúng ta chọn ban đầu đó. Rồi. Điểm đỡ một nạp lần đầu đây. Ok, sưu tập đủ 8 món này xem các bạn ơi. Xem là con với cái nhiệm vụ này này nó như nào nhá. Chất phép. Ui, cái phần thế giới của nó xây dựng đẹp. Chỗ này còn tím tím các bạn. Con này giống cái con gì ở dưới thủy cung ghê nhỉ. Đấy, cái bộ kỹ năng 1 này thì nó sẽ phóng ra là 3 lần này. Phóng cái lưỡi dao tỏa ra 8 hướng. Chưa đủ à? Đâu dữ đấy. Chưa đủ 8 món trang bị à?
Rồi, một món nữa thôi các bạn ơi. Một món nữa thôi là mình sẽ đủ nha. Chặn nó xem nào. Wow. Teleport. Chạy hẳn lên cung điện luôn các bạn ạ. Trong game này. Gì đây, gì đây? Méo hiểu gì luôn. Có chỗ nào động tay đây, động chân không? Trời ơi. Ủa, tưởng chạy lên không trung hóa ra là có cầu các bạn. Từ. Chạy đây xem bộ kỹ năng nó có quánh được trên này không các bạn. Ui xòa. Không có, nó không chọn được là đối tượng các bạn. Tốc biến. Đây là cái skill của tốc biến. À, anh có thể xoay được theo hướng nha, đây này. Giờ mới biết. Đây, cái tầm kỹ năng của nó rộng phết. Nó trở rộng rồi cơ. Hai này. Ba, ôi, như vậy là phóng được 4 lần cơ các bạn ạ. 5 lần cơ. Ồ, nhiều phết anh nhỉ. Bộ kỹ năng của con này, nhưng mà mình đánh giá là con này không đẹp bằng cái con vampire các bạn. Cánh. Cấp 5 anh em sẽ nhận được cái phần cánh này. À, rồi. Say goodbye to Lucia. Goodbye, em kết thúc video ở đây các bạn ơi. À, kinh nhỉ. Cây gớm. Ok, mình sẽ xin kết thúc video ở đây các bạn ơi. Cá nhân mình đánh giá cái class này thì nó đam cận chiến này, đam cũng khá cao, và cái phần thi trần kỹ năng cảm giác nó không được đẹp cho lắm, nó vẫn hơi gượng gạo của gì ấy. Nhưng chưa thực sự là vừa ý mình. Bạn nào chơi game này rồi, các bạn comment cho mình biết ở phần bên dưới nhé, hoặc là các bạn có ý kiến thế nào về cái con bộ kỹ năng này, các bạn cũng comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp lại nhé. Ok, rồi. Bye bye.